Đây, sạc nó sẽ chạy y như điện thoại nè. Mà dùng chung sạc với điện thoại nữa thì không bao giờ chúng ta sẽ bị hết ga, không bao giờ sẽ bị hết đá. Cứ hết pin là sạc. Rất lạ, rất độc, rất sang và rất đẳng cấp. Đó là bật lửa Vertu. Vâng, Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com. Và hôm nay tiếp tục review sản phẩm của Kỳ Lân Luxury thì vâng, trên bàn Kỳ Lân đang để là một sản phẩm mà rất thú vị cho tất cả các bác nam. Một cái bật lửa. Quên, mới đầu để giờ chắc là quý khách sẽ không biết được nó là cái gì. Nhưng mà thôi, lửa bật mí thôi thì bật mí luôn. Đây là một cái bật lửa. Và bật lửa gì thì quý khách sẽ xem Kỳ Lân thao tác. Một cái bật lửa bằng pin, sạc pin và cảm ứng bật. Khi bật ra thì tự động nó sẽ khởi động cái bật lửa này lên. Và chạm tay vào đây thì tự động nó sẽ đốt lửa cho chúng ta. Rất là hay, rất là ngầu, giá rất là hợp lý luôn, giá cực kỳ tốt. Đẹp quá. Và có hai màu cho cách lựa chọn. Đây là cái hộp đập hộp gồm một cái bật lửa và một cái bao da chính hãng. Và cụ thể là bên này Kỳ Lân đã khui bao da ra. Bao da chính hãng new. Trong này là cái đồ để giữ form cho bao da. Mình dùng thì mình lấy cái này ra. Có thể là mình xỏ vào dây thắt lưng, bỏ vào, cầm đi rất tiện lợi. Và lại dùng bật ra kiếm một miếng trầm à, hay là điếu thuốc hay là cái gì đó, cảm ứng bấm vào. Nó tự tắt là mình phải đóng lại nha. Đóng lại xong rồi bật lại thì nó mở hoạt động lại tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giây. Nói chung là 8 giây nó sẽ tự tắt và mình bật lại nó cũng không có được nữa. Và muốn bật lại, khởi động lại thì mình đóng nắp lại và bật nắp ra, đốt tiếp. Còn muốn tắt trước khi nó tắt thì mình đóng lại là xong. Rất tiện lợi, rất nhỏ gọn. Và bây giờ Kỳ Lân thử khui một cái ha. Khui một cái keo ra thử nó đẹp như thế nào. Tại vì hiện tại là đang còn nguyên siêu. Đây, hai màu đây. Một màu là màu inox, một màu là đen. Đây, rất là bóng, rất là sáng. Nguyên siêu. Và tương tự cái màu inox này, bật ra còn 1, 2, 3, 4 quả pin và đang chạy, có động rồi nè, lửa cháy rồi đó. Tầm 8 giây nó sẽ tự tắt. Và sau khi tắt xong thì mình sẽ bấm tiếp, nó sẽ không được nữa. Muốn khởi động tiếp thì mình phải đóng lại và mở ra. Lúc này muốn bật nó cháy thì mình sẽ bấm vào cảm ứng vào đây, cảm biến vào đây. Nói chung là cảm biến vào đây nó sẽ cháy. Và Kỳ Lân sẽ lấy cái trầm để vào. Thao tác cũng rất là sang. Cầm như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bật nắp ra nè. À, nó hiển thị cho mình coi là còn 3 cục pin trên 4. Tức là pin này nó hiển thị là 4 quả pin. Và hiện tại dùng hết 1 quả rồi, còn lại 3 quả, 3 vạch đó. Rồi bấm cảm biến vào đây. Bom. Rất là tiện lợi. Tự nó tắt nè. 8 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 giây là tự tắt. Rất là sang. Rồi, bỏ vào bao da xem. Rất thú vị. Bỏ vào túi. Đem đi.
gọn gàng, lấy ra sử dụng. Hoặc đeo vào dây thắt lưng, đeo ngang nè ha, lấy ra nè. Rồi xong, dùng xong nè, sau khi dùng xong nè, đóng nắp lại, bỏ vào. Rồi nếu như chúng ta không thích thì không dùng bao da, tùy vào nhu cầu của quý khách thôi. Quý khách muốn sử dụng sao thì đó là cái tiện dụng nhất cho mình thì quý khách sử dụng. Và nếu như em thì em thích gọn hơn thì em không dùng bao da, bỏ vào túi. Lấy ra và dùng, đóng lại và bỏ vào túi xách. Đó là cái vấn đề dùng của quý khách, thấy sao tiện nhất cho mình thì quý khách sẽ thực hiện nha. Ưu điểm của chiếc bật lửa này, cụ thể là ưu điểm của chiếc bật lửa Vertu này, đó là khi dùng bật lửa này thì không phải lo hết ga, hết đá mà hết pin, thì chúng ta chỉ việc sạc ở đầu này, ở đáy này sạc. Trong hộp có sẵn dây sạc. Dây sạc này thì ngắn, thường thì mình sẽ không dùng tới, mình sẽ lấy dây sạc chung với điện thoại mình đang dùng. Mình cắm vào ở dưới đáy này nè. Nói chung là y chang một chiếc điện thoại sạc pin thì pin sẽ chạy lên đây. Và Kỳ Lăng sẽ thử sạc cho quý khách xem một chiếc bật lửa Vertu không lo về hết ga, không lo về hết đá. Đây, sạc nó sẽ chạy y như điện thoại nè. Mà dùng chung sạc với điện thoại nữa thì không bao giờ chúng ta sẽ bị hết ga, không bao giờ sẽ bị hết đá. Cứ hết pin là sạc. Một chiếc bật lửa tiện lợi vô cùng mà nó sang cực kỳ. Rất lạ, rất độc, rất sang và rất đẳng cấp. Đó là bật lửa Vertu. Quá VIP. Nhỏ gọn, xinh xắn, dễ thương, độc đáo mà đẹp quá tuyệt vời luôn. Và khám phá tiếp bên trong hộp bật lửa chính hãng Vertu này có gì. Vâng, tất nhiên là đồ chính hãng nó phải có thẻ của chính hãng. Đây là cái thẻ trong cái hộp. Thẻ của Vertu. Vâng, và video clip đến đây xin được phép kết thúc. Để đón xem nhiều clip hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới thì Kỳ Lăng tha thiết quý khách hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn mới nhé. Hoặc là quý khách truy cập vào website kylangluxury.com để coi những sản phẩm Kỳ Lăng cập nhật liên tục. Hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline Kỳ Lăng Luxury 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247 để được đội ngũ hỗ trợ Kỳ Lăng hỗ trợ liên tục và nhanh nhất đến tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.